Tại sao linh mục cúi hôn bàn thờ? Trước tiên đến với lý do tại sao các linh mục cúi hôn bàn thờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện ý nghĩa nụ hôn của Chúa với một cậu giúp lễ rất tuyệt vời. Hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay hữu ích cộng đoàn nhé. 17 năm trước, Gabriel là một cậu bé giúp lễ. Cậu muốn được giống linh mục hôn bàn thờ và xa như hôm Chúa Giêsu. Sau khi linh mục giải thích đó là cử chỉ dành cho linh mục, Gabriel lại áp má lên bàn thờ và cảm thấy được Chúa hôn. Cử chỉ của Gabriel đã đánh động vị linh mục và nhắc cha rằng trước khi hôn bàn thờ, cha phải được chính Chúa hôn. Cha José Rodrigo López Capeda được thụ phong linh mục vừa được 6 tháng và được sai đến coi sóc giáo xứ đền thánh nữ Orosia trên núi Gebra de Baza thuộc dãy Pyrenees ở Tây Ban Nha. Vào tuần thứ hai sau khi cha José đến đó, một cặp vợ chồng trẻ đến gặp cha cùng với Gabriel, đứa con trai nhỏ 8 tuổi của họ bị bệnh thoái hóa xương và có vấn đề về tâm lý vận động. Cha mẹ cậu bé xin cha xứ mới nhận em làm giúp lễ. Lúc đầu, linh mục nghĩ rằng sẽ từ chối lời đề nghị, không phải vì nó là một đứa trẻ khác thường, mà vì ngài đang gặp khó khăn trong giáo xứ khi mới nhận nhiệm sở. Nhưng sau đó, cha không thể từ chối bởi vì khi cha hỏi cậu bé có muốn giúp lễ không, Gabriel không trả lời nhưng ôm chặt lấy cha. Cha xứ nghĩ đây là cách thuyết phục tôi thật hay. Vào Chúa Nhật tuần sau đó, cha José bảo Gabriel đến nhà thờ 15 phút trước giờ lễ. Gabriel xuất hiện đúng giờ với chiếc áo giúp lễ màu đỏ và chiếc áo choàng mà bà của cậu bé đã thêu cho cậu. Cha chia sẻ, tôi phải chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho thánh lễ. Tôi không có ông trùm phụ giúp hay đánh chuông nên tôi chạy từ bên này sang bên kia. Và chỉ trước khi bắt đầu thánh lễ, tôi mới nhận ra rằng Gabriel không biết giúp lễ. Do quá vội vàng, tôi nói, Gabriel, con phải làm mọi thứ mà cha làm được chứ? Gabriel là một đứa bé rất ngoan ngoãn. Và sau đó, khi thánh lễ bắt đầu và vị linh mục hôn lên bàn thờ, cậu bé vẫn đứng gần cha. Cha José thấy rằng, trong lúc cha giảng, các tín hữu vui tươi mỉm cười nhìn cha. Nhưng sau đó cha nhận ra rằng thực tế họ không nhìn cha mà đang nhìn Gabriel, cậu bé đang cố gắng bắt chước mọi cử chỉ của cha. Cuối thánh lễ, cha José đã nói với Gabriel điều gì nên làm và điều gì không. Chỉ có cha mới có thể hôn bàn thờ bởi vì với cử chỉ đó, linh mục kết hợp với Chúa Kitô. Gabriel nhìn cha với đôi mắt to đầy thắc mắc, như thể cậu không thể hiểu hết lời giải thích đó. Và cậu bé nói, con cũng muốn hôn bàn thờ. Vị linh mục giải thích lại cho Gabriel lý do tại sao cậu không thể làm điều đó. Và cuối cùng cha nói rằng, cha sẽ hôn bàn thờ thay cho cả cha và con, được chứ? Và cậu bé hiểu và chấp nhận điều này. Chuỗi nhật tiếp theo, khi bắt đầu cử hành thánh lễ, cha José hôn lên bàn thờ và nhận thấy Gabriel đang đặt má mình lên đó. Đứa trẻ không rời khỏi bàn thờ và nở một nụ cười thật tươi. Vào cuối thánh lễ, cha nhắc Gabriel về những gì cha đã nói vào Chúa Nhật trước. Gabriel, cha đã nói với con rằng cha sẽ hôn bàn thờ thay cho cả hai chúng ta. Và cậu bé đáp, con không hôn bàn thờ mà Chúa hôn con. Cha José nghiêm túc nói với cậu bé, Gabriel đừng đùa với cha, nhưng cậu bé xác nhận, thực sự Chúa đã tràn ngập trong con bằng những nụ hôn. Cách nói của cậu bé khiến vị linh mục cảm thấy một sự ghen tị thánh thiện, và khi đóng cửa nhà thờ và các tín hữu ra về, cha liền tiến đến bàn thờ, áp má vào đó và nói, lạy Chúa, xin hãy hôn con như Chúa hôn Gabriel. Trên tài khoản Facebook của mình, cha José chia sẻ câu chuyện về lòng biết ơn của cha đối với cậu bé, người đã dạy cha hiểu tầm quan trọng của việc để mình được Chúa Giêsu yêu thương trước tiên và luôn hiệp nhất, trung thành với tình yêu đó ngay cả trong những lúc khó khăn. Bàn thờ là nơi quan trọng nhất của nhà thờ, là trung tâm điểm của phụng vụ thánh thể.
Sở dĩ bàn thờ được coi là quan trọng vì đó là nơi Thiên Chúa và con người gặp gỡ, liên kết với nhau. Là nơi mà Thiên Chúa đến với loài người và loài người đến với Thiên Chúa. Bàn thờ cũng tượng trưng cho Chúa Kitô, mối giao tiếp tuyệt hảo của sự gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa. Bởi vì trong ngôi vị của Chúa Kitô vừa có bản tính Thiên Chúa, vừa có bản tính loài người. Hơn nữa, Tân Ước xác quyết rằng Chúa Giê-xu là viên đá góc tường, dựa trên đó tất cả được xây dựng. Sau đó, bàn thờ bằng đá hoặc chứa đựng một viên đá trên đó biểu tượng cho Chúa Kitô. Đối với người Do Thái, bàn thờ vừa là nơi để tế lễ, vừa là chỗ để thiết tiệc, là nơi mà con cái Thiên Chúa được nuôi dưỡng và giải khát. Nếu bàn thờ có ý nghĩa phong phú như thế, bạn đừng lấy làm lạ khi thấy vị linh mục cúi hôn bàn thờ lúc bắt đầu thánh lễ. Đó là cử chỉ tôn kính đối với Chúa Kitô và đối với hy lễ của người. Trích từ tập sách 40 câu hỏi về thánh lễ của linh mục Giuse Vũ Thái Hòa. Nguồn Facebook Chiến sĩ Chúa Kitô. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về Đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin chân thành cảm ơn.